chào các chị em nha. Thì hôm nay bên shop Nguyễn Điểm sẽ tiếp tục cắt đòn nữa nha mấy chị nè. Thì em sẽ giới thiệu kèm thêm những sản phẩm bên shop. Em có hàng để chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị có thể đặt chung đơn, thì em vẫn tính là 30k tiền ship nha. Thì bên shop của em là do cắt đồ xong là nó còn dư những cái dải nè mấy chị. Cái dải này là cắt dư nè, cắt dư em buộc lại rất là chặt luôn nha. Nè, nó theo màu nè, tại vì khi mà chải là em chải nó theo từng màu. Một cây như vậy là nó có nhiều lớp vậy nè mấy chị, là theo từng màu nè. Rồi cắt xong những cái phần mà lấy để mà mình làm đồ xong còn dư ra thì em buộc lại rất là chặt. Ví dụ chị em nào mà mình có nhu cầu sử dụng mà để mình mua thảm về mình may thảm ra, mình xài hoặc là mình bán lại gì đó thì bên em có cung cấp cho mình luôn nghe. Số lượng nhiều nghe mấy chị, số lượng ít hay nhiều gì cũng có hết nghe. Em bán từ em bán là 20k 1 ký nha. Giải này nè là có cục lớn cục nhỏ đều cột chặt lại gì hết. Khi mà mình về mình xài thì mình chỉ phân ra thôi, có cục lớn rồi có cục nhỏ nữa, từ bên lớn thì trở lên nghe mấy chị. Cái này là size nhỏ nè, có về là để cho mấy chị cắt được một cái miếng thảm, để cho mấy chị cắt được một miếng vải để mình may thảm nha. Còn những cái nhỏ quá thì em bỏ hết rồi, chỉ lấy lại những cái kia, những cái cục nào mà mình cắt thảm được thôi thì buộc chặt gì. Rồi chị em mình có nhu cầu sử dụng thì 20k một ký, cứ liên hệ bên em thì em sẽ ship hàng các tỉnh hết cho mấy chị nha, ship toàn quốc luôn nha mấy chị. Còn chị em nào mà mình có nhu cầu mình dùng dây vải thì bên em cũng có luôn nha. Nè, do là khách hàng còn dư cái biên á mấy chị thì bên em có bán cho mình luôn nha. Cái này là 20k một ký, cái này dây dài này là 30k một ký nha mấy chị. Còn nếu như mà dây cục lại thì tầm khoảng 4-5 tấc gì đó, 5-6 tấc thì em bán 20k một ký. Còn nếu như dây dài như vậy thì 30k một ký. Nếu như chị em mình có nhu cầu sử dụng mình có thể mua về mình cột cua, hoặc là mình có thể về cột cây ăn trái thì nó rất là chắc và rất là bền luôn. Đặc biệt khi mà mình cột cây ăn trái thì nó không có bị khuyết vô cái thân cây nha, cho nên là mọi người sử dụng để mà cột cây ăn trái rất là nhiều luôn. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì bên em cũng có là bán hàng cho mình luôn nha mấy chị. Rồi tiếp theo thì em có quay làm cái món chuối chiên của mẹ chiên nè mấy chị. Nếu như chị em mình có nhu cầu dùng thì mấy chị cứ đi chung đơn, em vẫn tính là 30k tiền ship luôn nha. Chuối này là chuối chiên nha mấy chị nè. Chuối chiên này có mè gừng rất là thơm luôn nha. Rất là giòn và rất là thơm luôn mấy chị. Bên em có chiếc ra hai loại bịch, bịch nhỏ này là 25k nha. Đây là bịch nhỏ 25k. Còn loại bịch lớn này thì là 500g 50k. Nếu như chị em nào mà mình mua 1 ký hoặc là nhiều hơn vẫn có như bình thường nha mấy chị. 1 ký thì em sẽ gửi cho mình hai bịch như vậy. Còn nếu như chị em nào mà mình muốn đãi đám hoặc là mình muốn lấy lại để mà mình bán sỉ thì bên em vẫn có số lượng nhiều để cung cấp cho mình luôn nha. Hàng cái này là chiên lại rồi nó rất là nhẹ và một nửa ký nè. Một nửa ký nó rất là nhiều luôn nè mấy chị. 500g là bao nhiêu đây nè, nghe rất là nhiều luôn. Giòn ngọt rất là ngon luôn, đậu ngọt vừa phải nha mấy chị, có gừng có mè rất là thơm luôn nha. Chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị cứ liên hệ đi chung đơn, vẫn là 30k tiền ship nha mấy chị. Rất là giòn, gừng với mè rất là thơm luôn. Rồi hôm nay thì em vẫn tiếp tục cắt đồ bộ như bình thường nha mấy chị nè. Do thay đổi gập nhiều lần á cho nên bữa nay làm gập giấy luôn nè mấy chị, không có cắt gập vải nữa. Gập vải xài nó im nhưng mà nó hao quá. Bữa nay em cắt gập giấy. Đồ này là đồ ngủ nha, đồ ngủ bên em có xây từ 50kg đến 80kg nha mấy chị. Cái này là mấy cái thân cắt xong thành phẩm này nè. Bên em có đào tạo học viên nha, nếu như chị em nào mà mình đang là thợ may hoặc là tổ hợp gì đó thì mấy chị có muốn phát triển ngành nghề thì mấy chị cứ liên hệ bên em. Bên em có đào tạo cho mình về là cầm tay chỉ việc luôn nha mấy chị. Thí dụ như mấy chị học xong một khóa học bên em rồi thì về mình có thể tự làm, tự ra hàng, có thể tự cắt, tự làm được giống như bên em luôn nha. Khi mà bên em á, dạy cho mình thì bên em có cho mình làm thực hành trên hàng của mình luôn, trên hàng của em luôn. Ví dụ như mấy chị học xong thì em cho trải cho mấy chị một bàn giải như vậy luôn, rồi mấy chị sẽ cắt luôn nha, mấy chị lên cắt thực hành. Là khi mà mình về rồi thì mình có thể tự làm, rồi mấy chị có thể tự tạo mẫu được. Những cái mẫu nào mấy chị thích đó, thì mấy chị tự làm ra được, tự tạo mẫu được luôn.
Cái này là những cái thân quần mới cắt xong rồi mấy chị. Cái này cắt rất là to nha, cái này do em làm size lớn á. Size lớn là nó có tầm khoảng 80kg mặc vừa luôn á mấy chị, cho nên thân quần rất là to luôn nè. Có nhiều chị em mình á là đang là thợ may gia đình hoặc là tổ hợp, có nhiều chị em mình muốn phát triển nghề thì mấy chị cứ liên hệ bên em nha. Tại vì á là tổ hợp hiện tại thì hàng nó cũng không có đều á mấy chị, cho nên á là mình làm hàng có khi có khi không, cho nên không có đủ số lượng để làm. Có nhiều chị em hỏi để phát triển làm tự làm á, mình tự làm thì nó rất là dễ, tại vì á là mình có thể ra những cái hàng nào thì mình hết thì mình có thể ra để mình bán á mấy chị, hàng lẻ xay. Thí dụ như mình bán xay nào còn thì mình ngưng, mình không cắt xay đó nữa, mình sẽ cắt những cái xay khác. Cho nên nó rất là tiện, nếu như chị em nào mà mình có nhu cầu mà mình làm hàng mình bán cũng được luôn á mấy chị. Tại vì nhiều khi mình làm mình đợi thì nó rất là lâu. Tại vì mình đợi thì mình phải theo làm theo khách hàng của mình, thì khách hàng làm ra thì mình mới lấy hàng được. Còn cái mình tự làm thì mình có thể làm những cái xay, những cái hàng mà về mình muốn bán, những cái mẫu thí dụ như mình có thể làm những cái mẫu độc quyền mình dễ bán hơn. Cái này là những cái hoa văn của cái lô quần đùi nha mấy chị. Cái này là quần đùi áo sắc nách nè. Bông nào cũng đẹp hết trơn nha. Nếu như chị em mình có nhu cầu sử dụng thì mấy chị cứ bấm đăng ký kênh và bật vào cái chuông thông báo. Khi mà khi nào mà em làm hàng xong thành phẩm thì em sẽ đăng video. Nếu như chị em nào mà mình có thấy vừa ý, thấy thích thì cứ gọi lại đặt hàng bên em nha. Rồi, video đến đây em xin kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.